chân nhân tông pháp loa huyền quang, tuệ bích phổ giang, nối dòng thiền Đầu Đà Ca Diếp tổ sư, đất tổ linh thiêng Uông Bí Quang Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp tổ sư. Việt Nam Phật Tổ Trần Nhân Tông, vị vua anh minh nơi chính pháp Phật Đà trị quốc an dân, dẹp loạn xâm lăng giữ yên bờ cõi ngôi vàng hiền vi, bình trị thiên hạ rơi bỏ hoang thành, ẩn danh núi Yên Từ Đầu Đà an tu, đắc thành đạo quả nối dõi dòng thiền, nối dõi dòng thiền sư tổ chúc lâm. Ngàn năm, ngàn năm chu vi đất tổ Uông Bí Quang Ninh, nguồn gốc nhân sinh Phật pháp thịnh hưng, nối dõi dòng thiền đất tổ linh thiêng. Uông Bí Quang Ninh đất tổ linh thiêng. Việt Nam Phật Tổ Trần Nhân Tông, vị vua anh minh nơi chính pháp Phật Đà trị quốc an dân, dẹp loạn xâm lăng giữ yên bờ cõi ngôi vàng hiền vi, bình trị thiên hạ rơi bỏ hoang thành, ẩn danh núi Yên Từ Đầu Đà an tu, đắc thành đạo quả nối dõi dòng thiền, nối dõi dòng thiền sư tổ chúc lâm. Ngàn năm, ngàn năm chu vi đất tổ Uông Bí Quang Ninh, nguồn gốc nhân sinh Phật pháp thịnh hưng, nối dõi dòng thiền đất tổ linh thiêng. Uông Bí Quang Ninh đất tổ linh thiêng. Pháp loa huyền quang tuệ bích phổ giác, nối dòng thiền Đầu Đà Ca Diếp tổ sư, đất tổ linh thiêng Uông Bí Quang Ninh pháp hạnh Đầu Đà đất tổ linh thiêng. Yên Từ thành đằng Quang Ninh nối dõi dòng thiền Ca Diếp tổ sư, đất tổ linh thiêng nối dõi dòng thiền.